Kính thưa quý vị, quân nổi dậy Syria tìm cách đánh chiếm trạm kiểm soát ở tỉnh Idlib, tên từ Mahat Anuman. Quân nổi dậy Syria đã mở cuộc tấn công vào lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad từ ngày hôm qua, trong một nỗ lực nhằm chiếm lấy một trạm kiểm soát ở tỉnh Idlib ở phía tây bắc của đất nước. Các cuộc đụng độ xảy ra trong thành phố Mahat Anuman, nơi các chiến binh thuộc quân đội tự do Syria FSA đã tìm cách đánh chiếm một trạm kiểm soát dẫn đến doanh trại quân đội Wadi Andef. Những hỏa tiễn có thể được nhìn thấy bắn ra và trúng vào các mục tiêu. Cuộc giao tranh mới nhất xảy ra sau một cuộc tấn công của quân nổi dậy vào ngày 5 tháng 5 ở xung quanh Mahat Anuman, mà các nhà hoạt động cho biết đã có khoảng 30 binh lính chính phủ Syria bị thiệt mạng. Quân nổi dậy đã đặt bom trong một đường hầm bên dưới trạm kiểm soát Sahab, cũng dẫn đến doanh trại quân đội. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy cách đây 3 năm chống lại chế độ độc tài của ông al-Assad. Các cường quốc thế giới đã rơi vào bế tắc, không tìm được giải pháp cho cuộc nội chiến, bị phức tạp thêm bởi các đấu đá nội bộ giữa các nhóm dân quân nổi dậy đã làm hàng ngàn chiến binh bị thiệt mạng trong năm nay.